Xin giới thiệu với các bạn, đây là dòng máy Motoscan phiên bản 6.0, có chức năng sửa chữa mã lỗi, tìm kiếm mã lỗi và hướng dẫn cách sửa lỗi. Sau đây là chúng ta sẽ đập hộp dòng máy Motoscan 6.0. Những phụ kiện đi kèm Moto 6.0 thì cũng tương tự như dòng Moto 5.8. Thứ nhất là đĩa Moto Data, sách hướng dẫn sử dụng, máy Moto Scan 6.0. Với giao diện màn hình cũng khác. Các cắm và các dây dẫn đi kèm với nhau cũng tương đối là đầy đủ. Cáp ATC, ACT, các cáp nguồn cấp thẳng, cáp test, cáp lấy nguồn từ bình, cáp kiểm tra đèn yêu, cáp DLC. Cáp DLC là cáp chính để chúng ta trong quá trình làm việc với tất cả các dòng xe. Đây là một cáp update chương trình kết nối vào máy tính. Đây là cục sạc. Ngoài ra đây là hệ thống Motorbox, là một sản phẩm mua thêm. Để muốn kết nối vào hệ thống ECU, điều chỉnh hệ thống ECU thì chúng ta sẽ nên mua thêm cục này, gọi là cục Motorbox. Còn có tất cả các cáp đi theo. Xin giới thiệu sơ về các bạn dòng máy 6.0. Dòng 6.0 hiện tại phát triển hơn so với dòng 5.8 những cái lỗi cơ bản như sau. Thứ nhất, nó lập trình được cái Smart Key của Honda, có nghĩa là các từ khóa, mất các ổ khóa sau này của Honda, ví dụ như là bị mất chìa khóa hoặc là hư chìa khóa mà chúng ta không xử lý được thì Motoscan 6.0 sẽ hỗ trợ chúng ta xử lý các tình trạng đó. Nó sẽ thay mới nhiều lần các ECU, ECM và đồng hóa các ECU, ECM trực tiếp từ Motoscan cho các dòng của Honda mới sau này từ 2016 tới 2018. Với chức năng thứ hai là chức năng hỗ trợ xác định lỗi hệ thống ABS, chuẩn đoán nâng cao khi các mã lỗi hệ thống ABS cho các dòng như là Honda, Piaggio, Vespa, vân vân. Có nghĩa theo những cái dòng xe đời mới bây giờ thì có hệ thống ABS, khi mà nó bị lỗi thì dòng 6 Moto 6.0 này sẽ giúp chúng ta khắc phục được những tình trạng đó. Ngoài ra nó có hỗ trợ được nhiều dòng xe mới dưới sử dụng giao thức như Kenworth và các xe phân khối lớn của Yamaha, kích hoạt kiểm tra hệ thống phụ trợ VVA Yamaha. Thứ ba nữa là nâng cấp các chức năng kiểm tra ắc quy, máy phát điện, cơ khí kim phun. Ví dụ như là nó bị hụt ga hoặc là hao xăng thì nó cũng có thể xử lý được. Và tiếp theo nữa là nâng cấp bộ nhớ và phần cứng mới, xử lý song song hai chip, kế thừa và nâng cao từ cái dòng 6.8 trở lên, và ngược lại nó, và nó sẽ có một cái điều kiện đi theo là giá thành sẽ cao hơn so với dòng mô tô 5.8 hiện tại. Với khi tất cả các khách hàng đã sử dụng mô tô Scan 5.0, nếu như muốn nâng cấp lên dòng mô tô 6.6 thì cũng có thể là liên hệ trực tiếp tại Astro để chúng tôi nâng cấp với phí là tầm khoảng 2 triệu đồng. Chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua về chức năng của dòng máy Motoscan 6.0 này. Nó có những chức năng như sau. Thứ nhất là xác định lỗi.
đọc và xóa lỗi OBD lưu trong hộp điều khiển điện tử ISO của các hệ thống động cơ ABS. Thứ hai đó là tìm các lỗi không phải hiển thị trên đèn mill, có nghĩa là khi những chiếc xe nó có bị lỗi thì trên đèn mill sẽ báo chớp trên đèn mill, và có những chiếc xe khi mà bị lỗi thì đèn mill không chớp thì nó cũng xử lý được một vài vấn đề về cơ khí về phần đó. Thứ hai nữa là chức năng sửa lỗi lập trình Honda Smart Key, đọc được các mã ID từ SCO để xử lý các trường hợp nhiều như là làm thêm chìa hoặc là mất tất cả hai chìa, thay đổi mới nhiều lần SCO, ECM và đồng bộ hóa SCO và ECM trực tiếp từ Motor Scan cho các dòng Honda. Lập trình chìa khóa, đọc mã chìa khóa bảo mật điện tử cho các dòng như là Piaggio hoặc Vespa. Tiếp theo nữa là nó lập trình hiệu chỉnh công tơ mét điện tử, phục hồi dữ liệu gốc công tơ mét đã bị xóa, nhưng mà khi mà nếu như dùng những cái công việc như vậy thì chúng ta cần phải hỗ trợ từ dòng sản phẩm Motorbox. Lập trình hiệu chỉnh hệ số điều khiển bên trong ECU, và ngoài ra những cái này nó có chức năng ví dụ như là đo hoặc đánh giá nhanh dung lượng và chất lượng ắc quy trên xe, bình còn ắc quy còn dùng được hay không, yếu hay là đang rất là tốt, đánh giá được trạng thái nạp điện và đánh giá chất lượng máy phát của xe máy của tay ga, đo được tỷ lệ hò khí để đánh giá là mức tiêu thụ năng lượng tức thời nhiều hay là ít, giả lập các thiết bị trên xe giúp chuẩn đoán lỗi, sửa chữa phần cứng ECU. Cái đó thì chúng ta phải cần phải có bộ mua thêm là Motorbox. Ngoài ra nó sẽ kiểm tra được cái thông tin như là xem phiên bản phần mềm trên các ECU hoặc ASU, tra cứu từ viết tắt chân tín hiệu từ các hệ thống ECU, SCU, ACU hoặc ADO, tra cứu các sơ đồ mạch điện, hệ thống nguyên lý, sơ đồ lắp ráp, reset các đèn báo từ trên máy tính, tra cứu quy trình tháo lắp sửa chữa bảo dưỡng cơ khí, quản lý sửa chữa khách hàng, tài chính, kho quỹ, nhân sự, là cái đó thì nằm trong cái phần Motor Data. Ngoài ra cái phần Motor 6.0 thì nó sẽ được lập trình được phần Smart Key và hệ thống ABS như chúng ta đã nói từ ban đầu. Ngoài ra khi mà dòng máy Motor Scan 6.0 này thì được chúng tôi khi mà cấp, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị một bản, một chương trình Motor Data để xem tất cả các thông số hiện hành, kiểm tra tất cả các mạch điện và các sơ đồ mạch điện trên xe thông qua máy tính hoặc là smartphone, ví dụ như là hệ thống Android, iOS hoặc là tất cả các smartphone bây giờ đều sử dụng đều được hết. Mà ra nếu như khi mà muốn xâm nhập sử dụng sâu vào dòng tất cả các dòng xe mà chúng ta muốn điều chỉnh thì chúng ta phải cần thêm một cái bộ hỗ trợ là Motorbox. Motorbox này nó có chức năng là mô phỏng tín hiệu đầu vào của ECU, tín hiệu và xung điện kỹ thuật với số lượng tương tự như là như thế nào thì Motorbox nó sẽ hiển thị đầy đủ hết. Với thứ hai nữa là tín hiệu điện áp trong tương tự biên độ, tín hiệu điện áp tương tự biên đối chậm và bao gồm các giải rộng và giải hẹp. Ngoài ra nó sẽ mô phỏng được các tín hiệu đầu vào của ECU, mô phỏng được tín hiệu đầu ra của ECU. Và thứ tư nữa là lập trình được đồng hồ công tơ mét, có nghĩa là người ta gọi là ODO. Thứ cái mà quan trọng nhất khi mà dùng Motorbox và Motor Scan này kết hợp với nhau thì nó lập trình và nâng cấp được phần mềm ECU của FA hiện tại bây giờ. Nếu như các bạn muốn mà nâng cấp hoặc reset phần mềm ECU thì bắt buộc phải có bộ Motorbox. Khi mà các bạn sử dụng mua được cái dòng sản phẩm Motor Scan từ công Expo chúng tôi thì chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên hỗ trợ tận nơi và hướng dẫn tận tình, rất là chu đáo. Có thể là điều không hiểu thì chúng tôi sẽ điều khiển từ xa hoặc là tới tận nơi tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra khi mua Motor Scan thì nó sẽ thêm một cái phần mềm Motor Data đi kèm theo, được miễn phí trong một năm. Và khi nào hết một năm đó thì chúng tôi sẽ thu phí duy trì và sẽ update miễn phí hàng năm cho quý khách.